xin chào tất cả mọi người nha thì lại là mình đây mình được túc đây thì hôm nay mình ra một cái video hướng dẫn cho mọi người kiếm 0,5 đồng ETH cực kỳ ngon và miễn phí luôn được chưa? Thì các bạn như thường đại ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cũng như cách gọi là kiếm 0,5 đồng ETH gọi là cực ngon và cực uy tín như thế nào được chưa? Thì các bạn kích vào đường link ở dưới phần mô tả cái video của mình đang làm này thì nó nó sẽ ra giao diện như vậy được chưa? Thì các bạn uh, có thể thấy là nhập địa chỉ ETH của bạn vào được chưa? Thì các bạn có thể lấy ETH ở uh, Uh, chốt wallet hoặc uh, ví uh, VNC đều được. Đây thì ví chốt của mình đây. Thì mình các bạn có thể sao chép ấn vào sao chép để sao chép đường ví nha cho mình nha. Đó. xong bắt đầu các bạn quay lại cái 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 trang web vừa nãy. Đó, quay lại cái trang web uh, cái đường link của mình ấy. Đó. thì nó như vậy thì các bạn sẽ dán vào đây cho mình, dán dán vào cái nhập đường địa chỉ ví uh, Ethereum cho mình. Đấy được, được chưa ạ? Thì đây các bạn dán vào cho mình. Mình thì rất nhiều loại ví luôn đây mình dán vào xong các bạn ấn vào truy cập tài khoản của bạn nha được chưa? thì là cái kèo này là kèo uh, uh, Ether follow. đấy com cực ngon luôn, nói chung là đấy như các bạn đã thấy thì là nó ra giao diện như vậy để mình để mình dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Đó cái này là Singup, xin sing là đăng xuất đây này, này các bạn này thì giao diện như vậy trong khi chờ đợi phân phối đấy nó là nó phân phối phân phối được miễn phí mà các bạn được miễn phí là cộng 0,5 ETH mà trong khi chờ đợi phân phối bắt đầu hãy sử dụng link giới thiệu đấy của bạn để thu hút những người mới đến được rồi cảm ơn nói chung là đây các bạn này bạn sẽ nhận được 0,02 ETH tức là quá ngon luôn Nếu là một link đăng ký dưới đường link của bạn thì bạn sẽ nhận được 0,025 A 0,02 ETH được chưa quá uy tín luôn còn đây là đường link của các bạn sao chép để các bạn đi giới thiệu bạn bè ở trên Zalo hay là Facebook trong các trang mạng xã hội Được chưa ạ Thật ngon luôn Thì các bạn nhìn ở cái phần dưới này Chia sẻ Ethereum Sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 Năm 2021 Tức là nó phát hành vào Nó phát hành Nó phát Gọi là Miễn phí 0,5 ETH cho các bạn vào ngày 30 tháng 3 nha cuối tháng cuối tháng này cuối tháng này cuối tháng 3 này này đấy được chỉ trời cho không được trò chơi miễn không cầm, cầm đoan cái trang web này trong các uy tín à gọi là nó không dám chắc là cái trang web này nó giả tiền uy tín hay không nhưng mà các bạn này gọi là đăng ký vất vào một chỗ gọi là tội gì mà không chơi được chưa ạ được thì trời cho không được trò chơi đúng chưa ạ <laughs> quá ngon luôn và chưa gọi là các bạn nó còn cộng thêm là 0,02 ETH gọi là đường đinh những người giới thiệu cho bạn nữa đây đó cực ngoan cực ngon luôn đây với số dư tài khoản của mình là 0,5 đây ví dụ như các bạn tuyển được một người thì nó không phải năm hai đấy nó lại quá ngon luôn uy tín luôn mình mình cứ quen cái câu uy tín rồi nhưng mà nó quá ngon nhưng mà mình không biết nó là gọi là cộng hay không mình không biết nhưng mà mình thấy vậy mình giới thiệu cho mọi người của cũng chơi luôn Vất vào một chỗ nói chung là đăng ký nó rất đơn giản thôi được chưa thì các bạn sẽ có thể sao chép này sao chép đường những kia này đấy, quá ngon luôn còn cái video kết thúc cái đây nhá đấy mọi người thấy mọi người cứ đăng ký đi để ví dụ như cái hôm 30 tháng 3 ấy, nếu mà nó scam hay squid hay là nó cộng thật ấy, thì quá ngon là còn gì được chưa thì mọi người cứ nhớ đăng ký cho mình để ra để để, 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 nhận cái thông báo đăng ký kênh của mình để nhận cái thông báo mới nhất của mình quá ngon kèo kèo mày để dưới ninh đường phụ tải nha còn giờ chào tất cả mọi người